em thân mến, ngày hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau học bài các số có 5 chữ số. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp cho các em biết có hàng chục nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Biết viết và đọc được các số có 5 chữ số dạng đơn giản. Chúng ta có các hàng, hàng chục nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Ở các hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị chúng ta đã được học ở các bài các số có 4 chữ số. Hôm nay chúng ta cùng làm quen với một hàng mới, đó là hàng chục nghìn. Hàng chục nghìn sẽ lớn hơn hàng nghìn. Và ở đây chúng ta có là 40.000, 2.000, 300, 10 và 6 đơn vị. Vậy chúng ta viết số là 4, 2, 3, 1, 6 và đọc số 42.316. Vậy giống như ở những tiết trước thì chúng ta đã có là 2.316. Bây giờ chúng ta học thêm hàng mới. Và chúng ta có thêm là 40. Như vậy là 42.316. Ta vận dụng trong bài tập 1. Chục nghìn chúng ta có 3. Nghìn chúng ta có 3. Trăm, 200, 10 và 4 đơn vị. Vậy chúng ta viết số là 33214 và đọc số 33.214. 33.214. Bài tập 2, chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập vận dụng và viết số, đọc số. Chúng ta có dãy đầu tiên 68352 và chúng ta đọc là 68.352. Ở dãy hàng thứ 2, ta viết số 35187 và đọc là 35.187. 94361, ta đọc là 94.361. Cái lưu ý ta không đọc là 1, chúng ta đọc là 1. 57136, ta đọc là 57.136. 15411, ta viết là 15411 và đọc là 15.411. Cô mời các em chuyển sang bài tập 3. Chúng ta có số 23116. Chúng ta đọc 23.116. Chúng ta có số 12427. Chúng ta đọc là 12.427. 3116. Chúng ta đọc là 3.116. 82427. Chúng ta đọc là 82.427. Vừa rồi cô đã hướng dẫn cho các em thực hiện 3 bài toán trong sách giáo khoa. Bây giờ các em hãy sử dụng phần mềm iCbook để làm các bài tập từ 1 đến 4 trong trang 51 và trang 52. Bài 127, các số đến 100.000, các số có 5 chữ số. Bài tập 1. 1. Viết theo mẫu. Viết số 44.231, đọc số 44.231. Các em kết quả học sinh làm bài để thực hiện làm câu 1B. Ta lấy hàng chục nghìn là có 20.000. 3.000, 200, 30, 4 đơn vị. Như vậy số này chúng ta đọc số là 23.234. Hoặc 23.234. Chúng ta chuyển sang bài tập 2. 2. Viết theo mẫu. Vậy chúng ta thấy là có hàng chục nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Chúng ta sẽ viết số tương ứng với các số đó. Sau đó chúng ta sẽ viết ra cách đọc số. Cô làm mẫu thêm một bài. Chúng ta thấy là hàng chục nghìn có số 2, hàng nghìn là 7, hàng trăm, 9, hàng chục, 8, hàng đơn vị là 3. Vậy với số này chúng ta sẽ đọc là 27.983. Tương tự các em hãy làm hai phần số còn lại. Cô mời các em chuyển sang bài tập 3. 3. Số. Các em cách vào nút học sinh làm bài để thực hiện điền số thích hợp vào ô trống. Như vậy em ta quan sát trong dãy số A 50.000, 60.000, 70.000. Như vậy trong dãy số này các số liên
liền kề nhau hơn kém nhau là 10.000 đơn vị. Như vậy tiếp theo sẽ là 80.000. Chín mươi nghìn và 100.000. 28.000. 30.000. Vậy 28.000 là tới 29.000. Vậy các số hơn kém nhau là 1.000 đơn vị. Tương tự ở đây sẽ hơn kém nhau là 100 đơn vị. Dãy số D là hơn kém nhau 10 đơn vị. Và dãy số A là hơn kém nhau 1 đơn vị. Bây giờ các em sẽ tự mình thực hiện phần còn lại. Cũng mời các em chuyển sang bài tập 4. 4. Viết theo mẫu. Các em kết bạn học sinh làm bài để thực hiện làm bài tập 4. Bây giờ bài tập 4 là một bài tập về cấu tạo số. Ta thấy là số 34.725 gồm 30.000, 4.000, 700, 20 và 5 đơn vị. Vậy tương tự như thế, ta cũng phân tích số ở dưới. Sẽ gồm có 40.000, số 43.617 gồm 40.000, 3.600, 10 và 7 đơn vị. Tương tự các em sẽ làm câu C và câu D. Bây giờ các em hãy sử dụng phần mềm IC Book để hoàn thành những phần bài tập còn lại. Cô chúc các em thực hiện tốt phần bài tập của mình. Các em thân mến, bài học đến đây là kết thúc rồi. Về nhà các em hãy sử dụng phần mềm IC Book để hoàn thành các phần bài tập còn lại. Tiếp tục ôn các hàng của các số có 5 chữ số là hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Và ôn cách đọc, viết các số có 5 chữ số dạng đơn giản. Cô thân chào tất cả các em.